Thưa quý vị, một tháng trở lại đây, khi mà COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thì trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tục xảy ra tình trạng trộm cắp tại các bãi xe du lịch. Lúc thì bình ắc quy, có lúc lại là tivi và nhiều vật dụng khác được trang bị cho xe ô tô du lịch. Không chỉ có một vài bãi xe gặp phải tình trạng này mà số lượng ngày một tăng ở nhiều địa phương trên toàn thành phố. Vì vậy, các chủ xe và tài xế luôn trong tâm trạng bất an. Đây là bãi xe của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đà Nẵng Galaxy nằm trên đường Dương Dương, quận Ngũ Hà Sơn, thành phố Đà Nẵng. Chỉ cho phóng viên chúng tôi những vết cậy cửa, vết phá khóa tinh vi của các đối tượng trộm cắp, tài xế và nhân viên của công ty đã vô cùng bức xúc. Mặc dù đã thường xuyên kiểm tra, nhưng vì cách xa khu dân cư nên việc trông coi cũng không được liên tục. Gần đây nhất là các đối tượng đã cậy cốp và lấy thêm một bình ắc quy mà công ty mới trang bị. Đầu tháng 7 giờ là mất là 8 đến 10 chiếc xe, trong đó là bình điện, tivi, camera xe trên xe nữa, là gỡ hết. Tình trạng mà mất cắp thì mình thấy cũng khó chịu. Hồi xưa giờ là gần 4-5 năm nay là cái bãi này đậu xe đâu, chưa bao giờ mất một cái gì hết. Mà trong vòng mấy tháng trở lại đây là bị cái tình trạng này. Còn đây là bãi xe của công ty Omega nằm trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Để bảo vệ tài sản của mình trong mùa dịch bệnh COVID-19, ngoài việc sắp xếp các xe ô tô sát nhau, không tạo cơ hội cho các đối tượng trộm cắp lẻn vào, công ty này còn lắp đặt 4 camera quan sát quanh khu vực. Thế nhưng thực tế, các xe ô tô du lịch vẫn bị trộm mất bình ắc quy. Giải pháp tình thế tối ưu, công ty này đã dựng hẳn hàng rào để tự bảo vệ bãi xe của mình. Trong cái khoảng thời gian COVID, xe đã không cho lăn bánh, không có nguồn chi phí để bảo dưỡng xe, rồi nói chung là cũng khó khăn đủ thứ. Nên về phía công ty thì cũng cảm thấy bất an. Điểm chung của các vụ trộm cắp trên thường là tại những bãi xe rộng lớn, ít người qua lại. Lợi dụng vào những sơ hở này, các đối tượng đã lẻn vào, cậy khóa để thực hiện việc trộm cắp. Đáng nói hơn, có những bãi xe ở ngay cạnh khu dân cư cũng vẫn bị mất như thường, nên sự lo lắng của các chủ xe là điều dễ hiểu. Mong là cơ quan chức năng hãy vào cuộc và làm triệt để vấn đề này để mà các doanh nghiệp có thể yên tâm hơn, để mà vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Để phòng ngừa tình trạng trộm cắp ở các bãi xe du lịch, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, thì bản thân mỗi doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng cần nâng cao cảnh giác, tự phòng, tự quản, bảo vệ an toàn tài sản ở các bãi xe của mình, không để cho các đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.